Tuyền Mập thấm thía khi nghe nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu dạy dỗ sau khi chê bai đồ bộ. Sống mình phải biết nhìn thấy những cái sai quấy của mình và biết mắc cỡ, bởi vì mình còn con cháu để mà thương Hữu Châu. Trong lớp những nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu, phim ảnh Việt, bên cạnh những cái tên như Ngọc Dào, Thành Lộc, Kim Xuân thì không thể không kể đến nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Trên sân khấu hay diễn những vai tưng tửng vui vẻ và cả ngoài đời cũng là hài hước, nhưng nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu không ít lần nghiêm nghị dạy dỗ đàn em khiến ai cũng nể. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu dạy dỗ đàn em: chối bỏ lỗi của mình, hèn lắm. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam nghệ sĩ Hữu Châu bất ngờ có động thái nêu nhiều ý kiến dạy bảo các thế hệ mới trong nghề: các em cháu trong nghề cũng nên biết điều chút, sống mình phải biết nhìn thấy những cái sai quấy của mình mà biết mắc cỡ, bởi vì mình còn con cháu để mà thương. Cái ta của mình cứ cho là số 1 rồi nói bậy làm tổn thương người khác, ác độc lắm, hăng máu gà máu vịt, cứ cho là mình đúng. Nó chỉ đã miệng thì tội cho người chỉ nghĩ đơn giản rằng cần miếng cơm vừa phải để có cuộc sống an lành. Nghệ sĩ Hữu Châu khẳng định: chối bỏ lỗi của mình hèn lắm, mình được nhiều là do phúc mình lớn, nhưng phước ăn sẽ hết, phải biết tìm gieo thêm để có mà hưởng sau này. Bớt đi bớt, đời này không ai ngu, họ thấy hết chẳng qua là họ còn nghĩ chữ biết điều mà thôi. Dưới bài viết đáng chú ý phải kể đến bình luận của Tiền Mập. Vừa qua cô cũng có ồn ào với cộng đồng mạng trong việc phát ngôn không hay về việc bận đồ bộ của phụ nữ. Đọc xong bài đăng của nghệ sĩ Hữu Châu, Tuyền Mập để lại bình luận: con đọc mà thấm, hay quá chú ơi. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác như Quách Tuấn Du, Huỳnh Lập, Tú Vi cũng tỏ lòng biết ơn trước những chia sẻ kinh nghiệm mà nghệ sĩ Hữu Châu truyền lại. Tuổi trẻ luôn có sự bốc đồng, dù là nghệ sĩ không ngoại lệ. Mong rằng lời chỉ dạy của nghệ sĩ Hữu Châu có thể ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ của nhiều người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.